Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, tính từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, cả nước có khoảng 40.000 giáo viên nghỉ việc, bỏ việc. Hiện tại cả nước còn thiếu hơn 118.200 giáo viên. Số giáo viên thiếu tăng thêm trên 11.300 người so với năm học 2021-2022. Nguyên nhân chính khiến cho nhiều giáo viên nghỉ việc, bỏ việc do thu nhập chưa đủ trang trải cuộc sống. Hiện tại thì mức lương của giáo viên trung bình từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng một người là không cao. Cùng với đó thì các giáo viên mong muốn được cải thiện điều kiện làm việc. Mỗi cơ sở giáo dục cần xây dựng môi trường sư phạm cởi mở, dân chủ để giáo viên có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi đến trường. Thưa quý vị, liên quan vụ xây gần 500 căn nhà trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản phê bình yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tập thể gồm Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường và huyện Trảng Bom. Đối với những cá nhân liên quan, các đơn vị rà soát kỹ căn cứ hành vi vi phạm để xem xét kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm. Khu dân cư Tân Thịnh do công ty LDG làm chủ đầu tư, được Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016 với diện tích khoảng 18 hectare. Mặc dù dự án còn một phần đất cao su chưa bồi thường, nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thế nhưng chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện gần 500 căn nhà. Và mới đây, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều cán bộ liên quan đến vụ việc. Đây cũng là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Đài Loan, Trung Quốc, tính đến 12 giờ trưa ngày 24 tháng 9, có 15 lao động Việt Nam đang được điều trị tại các bệnh viện thuộc huyện Bình Đông và thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan, Trung Quốc, cách thành phố Đài Bắc hơn 400 km. Đại diện Văn phòng Văn hóa Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đã tới thăm hỏi động viên các lao động đang điều trị và cho biết tình trạng 3 bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt. Trong đó thì 2 người đã tỉnh táo và nói chuyện được. 1-2 ngày tới thì sẽ chuyển sang phòng điều trị thường, tạm thời thì không có nguy hiểm đến tính mạng. Cả 3 bệnh nhân này đều có người thân đang làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc chăm sóc. Các bệnh nhân nhẹ còn lại đang được điều trị theo dõi. Cơ quan chức năng sở tại đã phát tiền trợ cấp ban đầu là gần 300 triệu đồng cho các lao động Việt Nam bị thương.